Chào mừng các em đến với tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn theo chủ đề thứ tư như những tuần trước chúng ta đã học, và vẫn là chủ đề mẫu có hai đồ vật. Bài hôm nay chúng ta học chính là bài vẽ theo mẫu, vẽ đậm nhạt, ấm tích và cái bát. Thì tương tự những bài vẽ theo mẫu, chúng ta cũng có phần quan sát nhận xét, phần hướng dẫn cách vẽ, và cuối cùng là phần thực hành của các em. Ở phần quan sát nhận xét, các em hãy chọn hình và trả lời câu hỏi dưới đây giúp cô. Ở đây cô có 3 cái hình mẫu thể hiện được 3 cái ấm trà, ấm tích và cái bát. Thì các em sẽ lựa chọn một trong ba hình để chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Các em hãy quan sát và cho nhận xét về hướng ánh sáng chính chiếu vào hai vật mẫu. Tiếp theo là phần bóng đổ của hai vật mẫu nghiêng về bên nào, và vật mẫu nào sáng hơn, vật mẫu nào tối hơn. Nền trên và nền dưới có được thể hiện giống nhau hay không? Thì khi chúng ta trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ nắm được cái hướng ánh sáng để chúng ta vẽ đậm nhạt, ấm tích và cái bát sẽ dễ hơn. Ở phần hướng dẫn cách vẽ thì chúng ta cũng làm theo các bước chúng ta đã học vẽ đậm nhạt. Ở đây cô có minh họa cho chúng ta những cái hình ảnh về cái ấm tích. Bước đầu tiên chúng ta thấy đây chính là cái phần hoàn tất hình vẽ nét chi tiết ở bài trước. Hình kế bên thì cô có phủ một cái lớp chì mỏng nhẹ làm lớp nền, sau đó chừa ra một khoảng và chúng ta phủ tiếp lớp thứ hai và tới lớp thứ ba và lớp thứ tư cho cả ấm tích và cái bát. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn màu nền và bóng đổ. Thì ở đây sau khi mà vẽ được các lớp và cô bắt đầu nhấn chỗ tối và chỗ sáng của hai vật mẫu. Chỗ nào tối thì chúng ta sẽ cho nó chìm vào trong phần tối của vật mẫu, và chỗ nào sáng thì chúng ta sẽ cho nó ở phần sáng. Và chúng ta lưu ý là bên tối thì chúng ta sẽ dìm nét vẽ vào trong cái phần tối của vật mẫu, còn bên sáng thì chúng ta sẽ dìm cái nét vẽ của cái ấm tích vào trong cái phần nền. Phần hình thức chúng ta nhấn nền, chúng ta viền đậm và sau đó chúng ta chuyển tải từ đậm sang nhạt ra ngoài. Và tương tự như vậy, bóng đổ cũng vậy, các em sẽ dùng cái bút chì thật đậm 4B trở lên để chúng ta viền ở bên dưới của ấm tích và cái chén. Sau đó chúng ta sẽ chuyển tải từ bên trong phần đáy của ấm và chén, từ đậm chuyển ra ngoài nhạt dần. Đó. Và chúng ta với cái cách nhấn nền như vậy, chúng ta sẽ thấy vật mẫu của chúng ta nó sẽ không bị đen, nhưng mà cái gì nó vẫn nổi bật lên trên một cái nền giấy, mặc dù là giấy phẳng da 4, nhưng chúng ta vẫn thể hiện được hai vật mẫu nó nổi lên như là hình 3D, như là cái ấm tích và cái chén thật. Đó là cái cách xử lý đậm nhạt, trong tối có sáng và trong sáng có tối. Ví dụ như bên sáng thì mấy bạn thấy là cô viền cái nền, viền nét vẽ thật đậm và chuyển tải ra nền, còn bên tối thì cô viền cái nét vẽ vào trong phần tối của ấm tích để cho chúng ta không nhìn thấy được cái gì, không nhìn thấy được nét vẽ. Khi nét vẽ đã mất đi thì chúng ta sẽ thấy vật mẫu sẽ nổi lên, nổi khói lên và nhìn nó sẽ thật hơn. Ở phần thực hành thì yêu cầu chúng ta sẽ vẽ đậm nhạt, ấm tích và cái bát theo yêu cầu như cô đã hướng dẫn. Thì các em có thể thực hiện theo các bước mà cô đã minh họa cho các em từng bước. Hình thức là chúng ta sẽ tập vẽ cầm cái bút lơi ra để chúng ta vẽ phát đậm nhạt sao cho các nét
chúng ta vẽ nó sẽ đan xen với nhau, chứ chúng ta không để nằm một cây bút mà chúng ta phải dựng đứng cây bút cầm như thế nào đó cho nó thấy được từng nét vẽ nó đan xen với nhau. Đây là một số bài mẫu tham khảo để chúng ta biết cách thể hiện nhấn nền hoặc là vẽ đậm nhạt ám tích và cái bát. Đây là cô sưu tầm thêm một số những cái hình vẽ về ấm trà và cái bát. Bạn nào ở nhà không có ấm tích, chúng ta muốn vẽ ấm trà thì chúng ta vẫn có thể thể hiện theo cái cách này. Ở phần hướng dẫn dẫn về nhà, yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành bài ghi, chuẩn bị cho cô tiết ôn tập, hướng dẫn cho chúng ta cách trang trí ốp lưng điện thoại. Thật ra nó là một cái bài lựa chọn, một bài học mà chúng ta đã học ở học kỳ 1 để chúng ta thực hành, nó là bài thi. Vậy đây cô chọn cho mấy bạn cách bài trang trí ốp lưng điện thoại, ốp lưng điện thoại. Hình thức là chúng ta sẽ vận dụng bài trang trí vào trong đời sống và đồ vật, đó là ốp lưng. Dụng cụ chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4 hoặc là giấy tập, tùy theo ở nhà mình có gì thì mình vẽ đó. Bút chì, gom, bút màu, hoặc bạn nào làm theo dạng xé dán thì chúng ta sẽ chuẩn bị kéo, giấy màu, hồ dán, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Mến chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào tuần sau.